Hai, chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay mình mới đi bãi về, được nhiều hàng đây. Quay cho các bạn xem ha. Đó. Thì giới thiệu sơ luôn. Đây là máy cơ bản. Cái này thì vì chưa có điện nên hồi mình sẽ dây điện ta cắt rồi. Nên mình chưa có thử. Nếu mà cây này thử chạy ngon lành á, mình làm ngon lành á thì mình bán giá 800 nha. Bạn nào lấy thì cứ liên hệ mình trước ha. Thì cây này thì của Hitachi, nói chung là dưới còn rất mới, lưỡng 165 nha. Nói chung là cũng còn rất là yên, bàn còn sạch đẹp. Rồi, tiếp theo cây Ruby ha. Ruby. Rồi để mình test thử luôn ha các bạn. Để mình sẽ dìm điện mình test thử luôn cho các bạn xem nha. Thấy rõ không ta? Thấy rõ gì đi ha? Đó. Đây con Ruby đây, mình sẽ ghim điện, điện 100V nha các bạn. Đây cái thông số nó đây ha, điện 100V 120W. Dòng tua nó bên bên tay trái màn hình các bạn á, thì là 3000, bên tay phải thì 3600 dòng trên phút ha. Con này thì cũng khá là nặng, đẹp, cực kỳ đẹp ha các bạn. Nói chung đầy đủ ha, nguyên vẹn đầy đủ đó. Nói chung là cũng đẹp lắm, chạy cũng im lắm nha bạn. Rồi giờ mình sẽ test thử cho bạn xem nha. Đó. Hay chạy đó các bạn. Cực kỳ im các bạn. Nó chạy mạnh nữa các bạn. Đó. Đây. Hai cử còn đầy đủ nha các bạn. Đó. Nhưng mà ở trên đây nè, đây nó hơi bị mớp vô xíu. Cái này cái khung này thì mình gò lên đơn giản nha, hai bên luôn ha. Là đơn giản thôi. Cái tay cầm đó. Còn chạy rất là im và là mạnh nữa, chạy mạnh nha bạn. Một bên thì lưỡi nhỏ, bên lưỡi bự nha. Đó, đó là con Ruby ha. Con này còn khá là đẹp các bạn, đẹp lắm. Thì con này các bạn nào lấy thì mình để 850 nha các bạn. Thì thường hàng mình mới về mình sẽ ưu tiên các bạn nào chuyển khoản trước nha, 850. Nếu mà bạn nào chuyển khoản thì mình sẽ bao ship, đó là mặc định nha các bạn. Rồi. Rồi. Tới con tiếp theo ha các bạn. Tiếp theo là một cái con mài, máy mài luôn. Nhưng mà đá nó ngộ lắm. Con này nặng lắm. Nè. Con này đá mài nè bạn. Mài cái đá này nó rất là mịn các bạn. Này mình để chắc nghĩ nó mài dao các bạn. Đây có cử nè. Và đây mình có cái ốp này để mình tăng đưa. Tăng đưa, ví dụ mình đưa sát vào. Đưa sát vào cho còn đánh chuồng bên đây nữa. Mình tăng đưa này sát vào được nha các bạn. Đó. Để lòi cái đá ra nhiều nè. Còn cái này thì các bạn mài dao không chắc biết chừng nào hết cục đá này. Nó bự lắm bạn. Nó sâu vô trong luôn nè. Mình đo chắc khoảng 5 phân các bạn. Sâu vô chắc khoảng 5 phân. 5 phân luôn, nếu mà lúc cán vô trong là 7 phân luôn ạ. 7 phân luôn, đá này sâu 7 phân luôn. Cái này chạy cực kỳ im luôn nè. Tăng đưa nè. Cái thùng nó ở dưới nè. Đó. À, thì bạn nào lấy cái này về mà giao hay gì đó ha. Mình cũng không rành làm cái gì nữa. Nhưng mình nghĩ nó mà giao thôi chứ
chứ không làm gì đâu, mày dao mày kéo gì đó. Rồi mình sẽ viêm điện nha các bạn, dây nó dây còn nguyên viên luôn nha các bạn. Bảy con này cực kỳ nặng nha, nặng hơn con kia. Rồi mình bật lên nè, nó chạy các bạn, nó chạy rồi các bạn ơi, im ru à. Em lấy cái gì mà mài thử coi. Mình biết mài sao nữa. Đúng rồi, cái này mài dao á các bạn. Em thấy tia lửa nó ra không? Nó mài rất là láng các bạn. Rất là mịn á. Và nó chạy chậm nha, chạy tua cũng mình thấy tương đối chậm nha đó. Và nếu mà như vậy thì các bạn mài dao á, nó không bị cháy dao á các bạn. Cái này mình nghĩ xin ra để chiên mài dao á các bạn. Mịn ghê luôn. Nó chạy im ru à. Ru luôn các bạn. Đó, giờ mình tắt nè. Cái này có cái cử này mình có thể tăng đưa ra vô sát vô cái mí đá luôn được nha các bạn. Dặn mấy ngóc này thôi. Đó. Thì con nó là bật qua bật lại nè, đó. Nhẹ nhàng ha. Và đặc biệt khi mà mình dặn ra xong á, mình dặn nhẹ cho nó ra xong rồi bạn muốn dặn trong một góc hẹp nào đó bạn dặn không được thì bạn xay ha. Nè, bạn xay nè. Nè bạn xay nhìn xay ha. Xay qua xay lại nó cũng đi một chiều một ha. Rồi muốn ngược lại thì bạn dặn ngược lại. Rồi xay tiếp. Đó. Xay nè. Rất là đặc biệt các bạn, đó. Đó, thì cái đợt này mình về 30 cây á, thì bạn nào lấy thì cứ liên hệ với mình ha. Thì các bạn mua lẻ thì 150.000 một cây ha. Và bạn nào mua hai cây á, hai cây thì mình để 250 ha. Hai cây mình để 250, và các bạn nào mới mà mua về bán lại á, thì liên hệ mình, giá cực kỳ mềm, cực kỳ tốt nha. Rất là cái này, cái đầu này á, đầu này như đầu 1/2 á bạn. 1/2 là như ta. 1/2 inch thì phải, đúng rồi. 1/2 inch là 12.7 á, đúng rồi. Đầu này có bi, còn bi là đầy đủ luôn nha các bạn. Đó. Này mình nghĩ là rất là ok. Bạn xài, bạn gặt gây, bạn dặn gì xong rồi cái bắt đầu cái bạn là nếu mà ở góc hẹp bạn không dặn, bạn lắc qua lại là nó ra ha. Rất là nhanh ha. Và nếu mà dặn được thì bạn dặn gì. Đó. Đó. Nó có con chó bên trong. Rất là ok. Rồi. Đây mình 30 cây luôn các bạn. Còn trong bọc thôi nha các bạn. Đó. Còn rất là mới. Đó. À, mới cáo luôn ha. Thì bạn nào lấy thì cứ liên hệ với mình. Và mình sẽ, nếu mà rảnh mình sẽ làm một cái video giới thiệu riêng đó ha. Rồi. Đây là 5 cây 7.2 ha. Đó, cây 7.2 nè. Thì bữa đó có anh kia anh chuyển khoản mình đâu trước rồi. Giờ mình đóng bi mình gửi anh. Rồi bữa đó anh nào có anh nào đặt đó, thì cứ liên hệ là mình ha. Đó. Thì có về có 5 cây thôi. Thì bữa đó anh nào đặt cặp 2 cặp gì đó thì liên hệ là mình ha. Rồi. Xong cái đống này. Ví dụ buồn ngại cái camera bạn. Rồi tiếp theo còn cái đống này nữa. Đống này cờ lê đuôi chuột ha. Nè các bạn, đây là những cái cờ lê ha. Cờ lê đuôi chuột. Thì mấy cái này thì đa phần là 17-21 ha. Có mấy cây 21-26. Thì có anh kia anh đặt rồi. Giờ mình đem về cho anh ha. Đó. Cái này thì này chính gốc của Nhật luôn nha các bạn, do người Nhật phát minh ra và sử dụng. Cái này sử dụng rất là ok. Bạn làm việc rất là nhanh ha. Và rất là bền nữa. Cái đầu bên trong găng của nó rất là ngon ha. Xài rất là ok các bạn.
bật trái bật phải đều được ha. Thứ ấy thì bật ngược về đây. Bật ngược đây. Đến cây này nữa. Cây này thì thấy cũng đủ từ 19, 19, 17, 21, 23. Đó, nguyên một cụm lê luôn. Lấy nguyên cái này về. Xài gì xài. Bạn nào mua bán luôn ha. Rồi, video của mình đến đây là hết ha các bạn. Bạn nào xem nhớ like, subscribe kênh giúp mình ha. Và một xíu mình cũng đang làm một cái video clip để giới thiệu một cái chợ ve chai rất là nổi tiếng ở Sài Gòn và bán rất là đủ thứ. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi ha. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt các bạn.